thám hiểm hang động dưới nước lớn nhất thế giới ở Mexico. Hệ thống hang động mới này nằm ở khu vực Tulum, phía bắc Mexico. Sau thời gian gần một năm làm việc tại Tulum, một nhóm thợ lặn phát hiện hệ thống hang động nằm dưới nước Dos Hoyos và hang sắc Actun thông với nhau. Chính vì thế, đã quyết định hợp nhất hai hệ thống này thành hang động dưới nước lớn nhất thế giới với chiều dài tới 350 km với tên gọi là sắc Actun. Theo như khảo sát, hang động này đã nằm sâu dưới nước hơn 10.000 năm. Hệ thống hang không chỉ có giá trị về mặt cảnh quan, sinh vật mà còn được ví như một di chỉ khảo cổ học tiềm ẩn nhiều bí mật về cuộc sống con người thời kỳ cổ đại do trong khu vực này có nhiều di tích tín ngưỡng người Maya. Tiêu biểu là mạng lưới các sụt hồ liên kết với các mạch nước ngầm trong lòng đất. Theo như giám đốc dự án này chia sẻ, quá trình khám phá hang động như một hành trình đi vào mê cung, khi thì đường thẳng, khi thì ngoằn ngoèo tách thành nhiều nhánh. Sau quá trình thám hiểm, ông cho biết có khoảng 200 hang ngầm kết nối với nhau tạo thành một công trình độc đáo dưới lòng nước. Vì có tới hơn 100 bối cảnh khảo cổ và dấu vết nền văn minh Maya cổ đại nên hang động này được xem như di khảo cổ quan trọng nhất trên thế giới. Thông qua công cuộc thám hiểm này giúp hiểu hơn về các nghi kễ, địa điểm hành hương. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện những bộ xương người Maya cổ có niên đại khoảng 9.000 năm, nhiều mảnh vụn đồ gốm và vật chạm khắc trên tường. Ngoài ra, các điện thờ thần linh hay bậc thang ở phố Senos, những hóa thạch còn sót lại của loài lười khổng lồ, gấu và loài voi mammoth thời kỳ băng hà cũng được tìm thấy. Nhưng phát hiện này cho thấy sự tồn tại của con người ở vùng phía Tây Mexico và cả hoạt động giao thương của người dân Maya hơn vài ngàn năm trước. Cuộc khám phá hang động dưới nước lớn nhất thế giới này được coi khá thành công. Thế nhưng, các nhà thám hiểm e ngại nếu hang động này được khai phá để phát triển du lịch có thể tàn phá hết các dấu tích cổ đại này khi du khách lặn ở các hố cenote và xả rác thải bừa bãi. Chính vì vậy, để duy trì vẻ hoang sơ, nguyên vẹn của hang động đòi hỏi phải có biện pháp bảo tồn những giá trị đang có ở đây trước khi muốn đưa nó trở thành điểm du lịch.